nằm trong khuôn khổ chương trình khởi nghiệp quốc gia năm 2022. Sáng ngày 13 tháng 7, tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đã phối hợp cùng với Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp Đồng Tháp tổ chức khóa tập huấn kỹ năng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho khu vực Tây Nam Bộ tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đối tượng tham gia khóa học gồm các cố vấn khởi nghiệp, giảng viên cao đẳng, đại học, cán bộ giảng dạy về khởi nghiệp, doanh nhân, cán bộ lãnh đạo các đơn vị có tổ chức các hoạt động khởi nghiệp. Phát biểu trực tuyến khai mạc chương trình, nhà báo Phạm Hùng, Phó Tổng biên tập tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp cho biết. Chúng tôi mong tại khóa học huấn luyện lần này, các anh chị em học viên hãy nhiệt tình chia sẻ và tích cực trao đổi, thảo luận để tích lũy thêm những kinh nghiệm của thực tế từ cố vấn khởi nghiệp. Sau khi trở về địa phương, ngoài những việc cố vấn cho các bạn trẻ, các doanh nghiệp khởi nghiệp, các anh chị em học viên có thể tham mưu cho lãnh đạo và việc xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp. Chúc các anh chị có một khóa học thật thú vị và lãnh hội nhiều kiến thức bổ ích để có thể áp dụng những kiến thức cố vấn ngay trong thực tiễn cuộc sống của mình. Phối hợp tổ chức tại địa phương, ông Mai Thanh Nghị, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp Đồng Tháp chia sẻ. Trong cái câu chuyện của khởi nghiệp của tỉnh Đồng Tháp thì chúng tôi cũng rất là trân trọng ở một câu chuyện là chúng tôi mong muốn là kết nối các cái nguồn lực đến với Đồng Tháp và hỗ trợ cho các doanh nghiệp Đồng Tháp, đồng thời kết nối Đồng Tháp với các mạng lưới khởi nghiệp của quốc gia. Thông qua khóa học không chỉ là các bạn tiếp nhận kiến thức từ chuyên gia mà các bạn tận dụng cái cơ hội đó để kết nối với cái mạng lưới các bạn khởi nghiệp khác, kết nối với mạng lưới các cái đơn vị hỗ trợ khác để từ đó là cái động lực cho cái sự phát triển của chính cái doanh nghiệp, chính đơn vị mình và chính cái cá nhân của các bạn khởi nghiệp nữa. Đây là năm thứ ba ban tổ chức đưa đào tạo cố vấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia vào nội dung hoạt động của chương trình khởi nghiệp quốc gia. Mục đích nhằm trang bị những kỹ năng cố vấn cơ bản cho các học viên để sau này sẽ giảng dạy, cố vấn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ địa phương trong việc xây dựng và tham mưu về chính sách và kế hoạch triển khai các hoạt động khởi nghiệp. Giảng viên Trương Thanh Hùng, đồng sáng lập Flow Group, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia chia sẻ. Một lần này đến với Đồng Tháp thì nó vẫn mang đến một cái điều rất là mới mẻ. Chương trình này dành cho cố vấn khởi nghiệp nhưng mà nhận được cái sự quan tâm và tham gia của học viên đa dạng, rất là nhiều các cái thành phần, rất nhiều các cái học viên đến từ các cái tỉnh thành khác, nó không chỉ đến là từ Đồng Tháp, thậm chí có những học viên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đi về đây để mà tham gia chương trình. Kỳ vọng lớn nhất vẫn là để cho các học viên nắm bắt được cái quy trình về cố vấn khởi nghiệp, làm sao để thực hiện cho nó hiệu quả. Các anh chị sẽ thực hiện cái công việc này với bằng cả cái trái tim của mình và nó sẽ mang đến cái giá trị thực sự cho các cái chuyên nghiệp khởi nghiệp để giúp cho các bạn trong hành trình của mình bớt cô đơn. Sau buổi học đầu tiên, nhiều học viên đã có những kỹ năng cố vấn cơ bản, tự tin để đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương. Tôi thấy được cái giá trị mà của cái lớp học mang lại, đó là cái kiến thức, nhất là đối với những người vừa khởi nghiệp giống như một cái doanh nghiệp trẻ như tôi, thì đó là những cái kiến thức cần để mình đi một cái hướng đi đúng đắn và mình cần những cái định hướng rõ ràng để doanh nghiệp mình phát triển cái hướng mới trong cái thời gian sắp tới. Mình thấy là hôm nay một cái chương trình nó rất là có một chiều sâu, rất bài bản để có thể cộng đồng doanh nghiệp, những người cố vấn giúp cho cộng đồng khởi nghiệp mà đi được những bước mà cơ bản mà không có bị lạc lối, thì đó là mình đánh giá về mặt bắt đầu. Còn về chiều sâu thì mình thấy là nên phát triển nhiều các lớp này, có thể lan tỏa thêm cho cộng đồng doanh nhân cũng như là một số đơn vị thì hỗ trợ để thúc đẩy cho khởi nghiệp nó đi xa hơn. Chương trình buổi học hôm nay là rất hay và ý nghĩa, nó giúp cho mình thay đổi cái tư duy để một người chủ quản lý cho doanh nghiệp mình làm nó hiệu quả hơn. Cái thầy cô chia sẻ nó kiến thức nó thực tế, nó kinh nghiệm, với cái nữa là nó rất là phù hợp cho những doanh nghiệp khởi nghiệp, nó thay đổi cái tư duy, cái nhận thức của mình và nó làm cho mình có cái nhìn nó gọi là tươi sáng hơn. Nó giúp cho mình thấy được cái sai của doanh nghiệp mình điều chỉnh cho nó phù hợp hơn và nó phát triển nhanh hơn. Đây là một chương trình rất là thiết thực đối với những người đang có mong muốn cũng như là nhu cầu làm mentor. Và chương trình được tổ chức rất là chi tiết cũng như là
thực tế và gắn thực tế với những gì mà những người mentor như chúng tôi đang thực hiện, và cũng như là mong muốn được training, cũng như là được nắm được những cái kiến thức cơ bản, và cũng như là những cái điều mà chúng tôi mong muốn đến chương trình này là trở thành một mentor xuất sắc. Và tôi hy vọng rằng trong 3 ngày tập huấn thì tôi sẽ đạt được điều đó.